Bà ơi, ơi, họ tên bà là gì vậy? Họ tên tôi là Nguyễn Thị Đầm, năm nay tôi 80 tuổi. Huyện này là của mình tôi leo dừa, không phụ nữ nào biết leo hết trơn á. Hãy chú không tin, chú đi với tôi. Ở miền Tây, Trà Vinh là địa phương có diện tích trồng dừa lớn thứ hai sau Bến Tre. Nhưng nếu xét về tuổi đời, tuổi nghề gắn bó với cây dừa, cụ Đầm được xếp vào trường hợp hiếm gặp. Bà là người phụ nữ treo dừa lớn tuổi nhất vùng với hơn 60 năm theo nghề. Trời ơi, bà treo dữ lắm hả con ơi? Chắc là mấy bạn nhỏ là ai cũng nể bà ha? Ôi, nể lắm. Vô đây. Đầu tiên, bà cụ tước vài cọng dây chuối để bệnh sợi nài. Dân miền Tây vẫn hay làm vậy mỗi khi leo trèo các loại cây thân tròn không nhánh. Này phải chắc chắn, cách trèo cũng phải đúng kỹ thuật đó nhé. Vì sự an toàn, chúng tôi chỉ để bà trèo cây dừa thấp nhất trong vườn. Có chút thấp thỏm, nhưng có lẽ với hình ảnh này, ai cũng phải ngưỡng mộ cụ Đầm vì đôi tay chắc và đôi chân khỏe. Mấy mái trái nè. Hồi xưa là ngày trèo bao nhiêu cây hả bà? Rồi, chắc chục cây á. Lên cao mà nhìn xuống đất có sợ không bà? Không. Miệng nó không sợ, nhưng thật ra bà đã từng không còn sự chọn lựa. Nhà nghèo không ruộng đất, bà phải đi buôn dừa kiếm sống, nuôi ba đứa con. Chứ làm phụ nữ, đâu ai muốn gắn bó với cái nghề chênh vênh, đánh đu cùng số phận. Con cảm ơn bà. Bà bắt đầu biết leo dừa từ năm mấy tuổi à? 15 tuổi. Tự học luôn? Tự học luôn. Dạ. Hồi đó học khó không bà? Trời ơi, đó trèo lên té xuống, trèo lên tụt xuống, té lên té xuống cũng chắc gắn trèo. Chắc nó chạy tay, chạy chân á. Ừ, bà trèo có khi gắn trên ngọn á, gắn lụt quá. Dạ. Rồi khi gặp ổ ong mà nó quấn chạy tuốt xua, chạy cũng chết bà con. Vất vả lắm con ơi, khổ lắm mới làm nghề này, chứ cái nghề này là nghề chết sống á. Nó mới chơi nó gũi giật tay một cái thì chết. Có khi nào mà bà thấy cực quá rồi mình tính bỏ nghề không? Không, cái đó không bỏ ạ. Bây giờ bà bỏ mà bà còn nhớ nè. Muốn ba đứa con ít gì. Bữa nay là được trèo là đỡ nhớ nghề phải không bà? Ừ. Hiện nay, cụ Đầm ở cùng người con trai Úc cũng làm nghề hái dừa. Cuộc sống không mấy dư dả nhưng an yên. Tài sản quý nhất của bà chính là sự rắn rỏi và tinh thần lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Ngấp nghé tuổi 80, bà vẫn nhanh nhẹn, chủ động trong mọi việc. Thôi không trèo cây nữa, bà chuyển sang chút cọng dừa bó chổi. Một tháng 100 kg, bà nhận tiền công 200.000 đồng. Bà nói, đồng tiền của người nghèo luôn có mệnh giá riêng. Nó không nằm ở con số, mà quyết định bởi sự cố gắng vươn lên và tinh thần hăng say lao động.